Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với Việt Nhật Auto nhá. Ngày hôm nay thì bên mình có hẳn hai chiếc Ford Everest và đều là phiên bản bán chạy nhất Titanium 4x2. Chiếc xe bên phải mình màu đen, nguyên bản chưa độ gì, 2019 lăn bánh được hơn 3 vạn. Chiếc xe bên trái sẽ kén khách hơn, nhưng dĩ nhiên chủ xe là một trong những người rất chịu chơi và biết về phong cách độ xe. Toàn bộ mặt ca lăng thay mới hết, sơn toàn bộ cản. Anh em nhìn thấy cái chất lượng của hai chiếc xe này nó khác nhau như nào chưa? Đúng là nếu mà có con mắt thì khi mình mua một chiếc xe về, cái khả năng cá nhân hóa nó sẽ tốt hơn rất nhiều so với một chiếc xe nguyên bản như thế này. Đây, nếu mà xe nguyên bản thì toàn bộ là mạ chrome hết, và nghe theo lời sale thì ốp thêm những cái miếng bảo vệ chrome như thế này. Còn nếu như giữ được vóc dáng thì nó sẽ đẹp như con bên này. Lúc đầu tiên nhìn lướt qua thì sẽ có rất nhiều cảm giác giống như chiếc Ford Raptor, đặc biệt là cái phần mặt ca lăng này rất đẹp. Đây, một chiếc xe này là biển số Đà Nẵng, mình đang chào bán giá là 1 tỷ 055. Còn bên này là biển số Sài Gòn, mình chào bán là 1 tỷ 039 nhé. 1 tỷ 089. Cả hai chiếc xe này đều lăn bánh hơn 3 vạn rồi. Xe sản xuất nhập khẩu 2019. Đây, cả hai chiếc xe thì cam kết với anh em luôn là không đâm đụng, không bấm nước, không bổ máy nhé. Có lẽ là mình sẽ đi một vòng quanh lần lượt về cái trang thiết bị an toàn, cũng như là cái trang thiết bị và thiết kế của mẫu xe Ford Everest này nhỉ. Đầu tiên này, toàn hoàn toàn là đèn bi hết này, đèn ban ngày đấy, đầy đủ cảm biến góc trước này, cảm biến trước, đèn gầm sương mù không thiếu gì nhá. Anh em thích mẫu nào hơn, thích mẫu nguyên bản với cái mặt ca lăng sáng này hơn, hay là thích mẫu đã độ rồi? Nếu mà là mình ấy, là mình thích chiếc xe này hơn này. Rất là cứng cáp, đẹp, và cái màu này cũng là màu rất thích luôn. Ở bên hông nhá thì anh em mình sẽ có một cái bộ la răng đây. La răng này là la răng 20 inch luôn, to nhất trong cái phân khúc xe SUV. Fortuner hay Pajero thì cũng đều dừng lại mức độ 18-19 inch thôi. Còn riêng đối với Everest, 20 inch, cực kỳ to luôn. Bậc bệ dẫm đầy đủ này. Tay nắm cửa cùng màu thân xe, mạ chrome, và có cái nút bấm mở cửa thông minh. Gương thì rất là lớn. Ở trên gương này anh em mình còn có thêm cả cái tính năng cảnh báo điểm mù trên gương nhé. Đây là những cái tính năng an toàn rất tuyệt vời này. Đấy. Có xe đi vào vùng mù giám sát ấy, thì xe sẽ đưa cảnh báo, hỗ trợ giúp mình chuyển làn an toàn luôn. Lui một chút về phía đuôi xe. Đây anh em nhìn này, nếu mà xét về phương diện là xe nào làm nhiều đồ hơn ấy, thì xe bên này làm nhiều đồ hơn. Nhưng mà lên đồ thì xe này lên rất chất. Đây, ví dụ như cái vè che mưa này là vè chính hãng này. Đấy, ốp thêm thì nó sẽ như thế này. Xe này thì nguyên bản không ốp. Đúng là nhìn, nếu mà không ốp ấy, nhìn nó cứng cáp hơn. Nhưng mà đặc biệt là cái sự tiện lợi của cái vè che mưa này cũng là cái điểm rất đáng nể. Ở phía sau xe này thì mình có thể thấy, quan sát thấy bên này toàn bộ cản ấy là sơn đen bóng hết rồi. Bên này thì vẫn giữ nguyên chrome nguyên bản nhá. Đèn nguyên, không ốp, không ốp, không độ đẽo gì. Bên này thì ốp thêm bảo vệ chrome. Hai chiếc xe này thì về cơ bản nó không lệch nhau gì nhiều. Giá nó lệch nhau hơn 20 triệu bởi vì đó là do cái biển số thôi. Biển Sài Gòn mà khi anh em mình về đăng ký Hà Nội thì mình không mất thêm 20 triệu tiền biển. Còn nếu mà biển tỉnh về Hà Nội thì mình mất 20 triệu nhá. Đây. Đằng sau này mình cũng có cam lùi này, rồi là đây, cốp điện, cảm biến lùi, cảm biến góc đầy đủ hết. Đấy, chiếc xe màu xám này phải nói là đồng màu đồng chất. Phía bên trong thảm 5D các thứ là chủ xe làm rất cẩn thận rồi. Kích lốp dự phòng thì chưa bao giờ sử dụng. Ngó một chút chiếc màu đen này thế nào. Có cốp điện cũng tiện, mở nhẹ nhàng. Đấy, xe này thì bên trong lại chưa trang bị một cái gì cả. Vẫn là nguyên thảm sàn cũ. Kích lốp dự phòng. Anh em mình lên khoang nội thất đi nhỉ. Để tôi mở thử cửa xem hai mẫu xe này bên trong bên xe nào độ đẹp hơn nhé. Đấy, đều là ghế da, nội thất màu đen nguyên bản theo xe hết thôi. Bên này thì sàn chủ xe chưa làm gì cả. Bên này thì làm sàn 5D hết rồi. Lọc ra xong làm sàn 5D. Cẩn thận hơn rất nhiều. Đây, anh em mình sẽ lên khoang lái của chiếc màu đen này. Hai chiếc giống hệt nhau, anh em nào thích màu nào chọn màu đó nhá. Toàn bộ ghế chỉnh điện hết này. Vô lăng trợ lực điện rất là nhẹ. Đấy. Như chiếc xe này nhá, là mình đã lăn bánh được 3 vạn mốt rồi, 31.000. Ngon nghẻ nhỉ. Ford thì lúc nào cũng rất là cứng cáp, đầy đủ.
toàn bộ ghế chỉnh điện hết, bọc da này. Ở trên vô lăng này mình tích hợp rất nhiều các nút bấm nhá, ví dụ như là chế độ cruise control này, đấy, có cả chế độ limit tốc độ, giới hạn tốc độ luôn nhá. Màn hình giải trí, kết nối Sino 3, kết nối Apple CarPlay, Android Auto đầy đủ hết, điều hòa tự động đa vùng. Nói chung là Ford Everest là một trong những mẫu xe phải nói là nếu mà về SUV ấy, thì đây là một chiếc xe tuyệt vời nhất đấy. Máy dầu 2.2 này vừa tiết kiệm nhiên liệu, đi một cây chắc mất độ khoảng tầm 700 đồng đấy. Tính năng an toàn rất tuyệt vời nhé, 6 túi khí quanh xe luôn, đồ đạc thì không thiếu gì luôn. Đây, anh em ngắm lại hai cái mẫu này một lần cuối cùng nữa nhá. Chiếc màu đen này, biển Sài Gòn 1.089. Màu xám. Xám này gọi là xám xi măng nhỉ. 1.055, biển Đà Nẵng nhá. Anh em nào thích mẫu nào thì comment xuống phía dưới hoặc là liên hệ trực tiếp với mình nhá. Rồi, cảm ơn anh em và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn ạ.